Kênh Zippo Gò Vấp xin chào anh em nha. Trong ngày hôm nay thì em về được nhiều đơn hàng đây. Dạ lâu lắm rồi thì hôm nay thì em mới về được hàng về. Dạ trong clip này thì em cũng sẽ làm một clip khui hàng nha anh em. Dạ anh em thích mẫu nào thì cứ vui lòng chụp lại màn hình, hoặc là mình chụp lại màn hình không được thì anh em cứ nhớ năm và chủ đề trên con Zippo đó thì em sẽ báo giá đến với anh em nha. Tại vì trong clip khui hàng chỉ là hình thức em khui trực tiếp, em mời anh em xem với em cho vui. Chứ hàng bên trong này về thì em cũng không biết là nó là thuộc diện chủ đề gì và năm bao nhiêu, nên là anh em thông cảm. Tại vì em cũng cảm ơn rất là nhiều ý kiến của anh em là tại sao trong clip khui hàng không báo giá luôn để cho anh em thích. Nhưng mà thật ra là em về em phải kiểm tra tình trạng của đơn hàng thì em mới làm giá được. Còn mà em báo giá liền là trừ khi mà em lên livestream. Và livestream ví dụ em lên là chục con thì lúc đó thì em sẽ báo giá luôn trực tiếp. Chẳng hạn như trong clip của em làm một con thì livestream có thể gọi là mình làm trên chục con, 10 con, 20 con thì gọi là livestream. Và là live trực tiếp là anh em có thể bình luận trực tiếp vào trong luôn. Dạ còn đây là chỉ là vài đơn hàng về. Dạ em cũng làm clip khui trực tiếp để anh em xem nè. Dạ đơn ngày thứ nhất của em là đơn em chọn hộp vuông này nha. Dạ trong thời gian qua thì em cũng cảm ơn rất là nhiều anh em đã tin tưởng và ủng hộ kênh của em. Là em rất là trân quý sự tình cảm của anh em đã dành cho kênh và dành cho em. Dạ em rất là cảm ơn, thật sự rất là cảm ơn rất là nhiều. Đơn hàng thứ nhất được gói rất là cẩn trọng, cẩn thận nha anh em. Dạ đây một cái đơn hàng ở Mỹ về nó sẽ có tem giá, tem như thế này nha anh em, toàn là chữ nước ngoài. Trước mắt là em đã thấy một chiếc Zippo hộp xưa, rất là kỹ luôn. Thế là chiếc này là một chiếc sưu tầm rồi ạ. Tại vì cách gói như thế này là em thấy là seller bán là một người cũng kỹ, rất là đẹp. Một chiếc hộp xưa rất là đẹp nha anh em, mà chính hãng luôn. Hộp này cũng còn tờ giấy đỏ nữa nè. Đây, rất là tuyệt vời. Chủ đề rất là nhìn nguyên một cái bề mặt mà không biết là năm bao nhiêu. Và chủ đề này thì em chưa có kiểm tra được thì anh em cũng thông cảm nha, tại vì chữ tiếng Anh không mà. Zippo năm 1968 nha anh em. Và đây 6 gạch đứng là năm 1968, Zippo chữ xéo. Chiếc này thì new, các chốt tán còn xanh nè anh em. Một chiếc năm 1968 new cứng luôn á. Và đơn ngày thứ hai, và trong tất cả các đơn hàng thì anh em sẽ thấy nó sẽ có một cái đường gạch này là đường gạch bên hải quan nha anh em. Và hải quan trước khi mà nó cho về Việt Nam á, thì nó sẽ kiểm tra hàng bên trong có phải là hàng cấm hay không. Nên là anh em lưu ý giúp em nha. Trong này về hai mẫu Zippo không có hộp, cùng một chủ đề là về nước Mỹ USA. Một cây regular và một cây slim. Một cây thì chất liệu chrome, mạ chrome rất là đẹp nha anh em. Và cây này thì năm 91. Để em zoom lại thì anh em sẽ thấy kỹ hơn. Tại vì khui hàng em làm trong nhà nên là cái phần ánh sáng thì nó sẽ không rõ như là khi em quay từng chi tiết nha anh em. Anh em thông cảm là chỗ em nó hơi ồn ào, âm rất là hay. 591 new. Để em dừng cái lại để đi lại anh em sẽ thấy. Một cây slim về đồng
Chiếc này cũng rất là đặc biệt nha anh em. Giờ đây chất liệu bà rát, nhưng mà mọc đáy của nó là một đáy lõm vào bên trong. Chiếc này thì chiếc này 7 la mã là 591. Chiếc này thì tình trạng xuất sắc là Tại vì kế bên nhà em thì có nhà đang sửa nên là nhiều lúc là hơi ồn, anh em thông cảm. Một khuôn mặt rất là đẹp, rất là vui vẻ. Đơn thứ ba. Một chiếc vini gỗ nha, dạng gỗ nha anh em. Chiếc này thì cái phần ô xăm tên thì nó hơi bị xước rồi. Một chiếc năm 1979. Lúc trước có anh nào hỏi về chiếc vini gỗ này thì hôm nay là em về một chiếc nha. Không đẹp bằng lúc trước. Trên nó thì có những dấu dăm như thế này. Một chiếc xài lướt nha anh em. Thì giá nó sẽ rẻ hơn cái chiếc vừa rồi. Một cái hộp gói rất là gọn gọn. Một cái chiếc emblem về sở cảnh sát Hoa Kỳ nha anh em. Cái emblem này giống như là emblem được làm bằng bạc luôn á. Tại vì lâu lắm rồi thì em mới về lại một chiếc cái emblem như thế này. Về sở cảnh sát Hoa Kỳ. Chiếc này thì 2 chấm. Anh em đợi em xíu. Em đang zoom lại để anh em sẽ thấy rõ cái mọc đáy nó hơn. Chấm năm 1964 nha anh em. Đây, chấm thứ nhất và chấm thứ hai bên này. Anh em sẽ thấy rõ hơn. Tại vì cái mộc đấy nó được mạ rất là dày nên là cũng hơi khó thấy. Thấy một rõ trên này một chấm thôi. Một chiếc đã qua sử dụng năm 1964. Trong này bao thế này, gói rất là đơn giản luôn. Nên là tình trạng mà gói như thế này thì trong quá trình vận chuyển về thì nó rất là dễ bị trầy xước. Rất là tiếc những cái khâu mà gửi hàng. Một của chủ đề rất là hay, Indian gì em không biết, nhưng mà chắc là liên quan đến Ấn Độ. Chiếc này thì 586 nha anh em, 4 nghịch huyền. Một chiếc năm 1986 quá là đẹp, về không có hộp hơi tiếc nha. Xài lướt à. Đây
vỏ ruột chuẩn luôn nha anh em, cũng đều có 4 gạch, rất là đẹp. Một chiếc năm 1986. Dạ, chốt tán nó vẫn còn xanh nè, nè anh em. Đó, một chiếc xài lướt nha. Một chiếc về Navi à, chiếc này thì năm 1967 vẫn còn bát số, là 7 gạch đứng là năm 1967 nha anh em, 2517191 là bát số của nó à. À, một chiếc đã qua sử dụng. Em cho cái hộp này trước đi. Dạ, trong này thì nó có ghi như thế này luôn. Như thế này nha anh em. Gói như thế này là xong. Có chiếc niêu thì nó cũng sẽ bị xước thôi à. 4 chiếc Zippo Lighter Lock. Dạ đây. Dạ mua từ tháng 3 mà gửi bây giờ mới về luôn à. À, một chiếc đại bàng Mỹ. À, một chiếc satin năm 2001. Dạ được, trước các anh nào hỏi về cái chiếc con đại bàng này thì cứ liên hệ lại cho em nha. À, em quên mất. Chà, một chiếc niêu nha anh em. À, một chiếc sơn tĩnh điện đen. Này, bên trong lòng vỏ của nó là một chiếc đồng. Này, màu vàng nha anh em, năm 2012. Về lính cứu hỏa. À, chiếc này thì đã qua sử dụng thì giá sẽ rẻ thôi. Gà, một chiếc về quân sự Mỹ, cắm cờ trên Iwo Jawa gì à, cắm lá cờ chiến thắng à, năm 2001. Bản lề nó vẫn còn hơi cứng nha anh em. Một chiếc niêu. Dạ, hiện tại thì ở nhà em cũng còn chiếc như thế này nhưng mà đời La Mã nha anh em, đời cái này thì đời số. Dạ, một chiếc về cảnh sát đây, có huy hiệu về sở cảnh sát, có mũ, có áo, có đầy đủ luôn, tại vì em không dám nói cái này. Dạ, một chiếc niêu, một chiếc satin năm 2001. Dạ, 4 cây này đều là đời số, có một cây đã qua sử dụng, 3 cây niêu quá là đẹp, giá nó cũng giá mồi thuốc anh em, tại vì đời số thì nó sẽ rẻ hơn những dòng La Mã nhiều. La Mã thì thuộc diện cũng đời xưa rồi. Gói rất là kỹ nha anh em. Dạ, lót rất là kỹ luôn. Nhưng mà gói cái này, một chiếc Zippo để bàn
table, zippo table, một chiếc để bàn nha anh em, rất là có giá trị sưu tầm. Và còn niêu chốt tán còn xanh, một chiếc xài lướt nhẹ tép lửa à. Hai buồng đốn thì bên này xước rất là nhẹ. Và chiếc mà zippo để bàn thì cũng khép lại clip khui hàng ngày hôm nay nha anh em. Và trước khi kết thúc clip này thì em rất là cảm ơn đến anh em đã tin tưởng và ủng hộ kênh zippo Gò Vấp Như Đa của em rất là trân quý. Và em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.